Nhớ bé tự đợi xíu làm giờ. Cờ lên máy đi. Ông nội lên ông nội. Mày làm cái gì mày ngồi. Cảm ơn mọi người. Rồi xin chào mọi người nha. Nếu mà mọi người cảm thấy thích cái kênh video của mình á, thì ở phía đây nè sẽ có hiện cái nút đỏ nút đăng ký á, thì mọi người nhấp vào đó là mọi người sẽ theo dõi cái kênh bán hàng của mình. Rồi ủng hộ mình bằng cách like video ha. Cảm ơn mọi người nha. Đây là ở phía dưới công ty nha mọi người. Thì cái địa chỉ của mình đây là đường quốc lộ 53 nè. Mình đang ngay đầu đường quốc lộ 53. Địa chỉ số 167 á. Huyện Long ý của ấp Long Thuận A, xã Long Phước, huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long. Thì mọi người muốn dễ đi hơn thì cứ gần gần xa xa đây có một cái chỗ cái tòa nhà trắng trắng, cái bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long á,
thì hỏi người ta bệnh viện đa khoa ở đâu, là mình công ty mình cách đây có khoảng đúng cây số qua một cái cầu ông Me lớn nha. Cầu ông Me lớn. Rồi, cảm ơn mọi người nha.